Một khóa huấn luyện dành cho học sinh tiểu học, chơi rất vui mà cực bổ ích. Đó là Sống Mạnh Mẽ Tết. Chương trình huấn luyện những thói quen có ích dành cho độ tuổi 7-11 được yêu thích nhất trong nhiều năm nay. Chương trình sẽ giúp các em rèn luyện sự tập trung, khả năng tư duy bằng những trò chơi dân gian, những thí nghiệm khoa học, xây dựng giá trị sống thông qua các dự án nhỏ làm việc theo nhóm. Và quan trọng nhất là tạo đam mê học tập cho các em ngay cả trong ngày Tết. Sống Mạnh Mẽ Tết được thực hiện bởi thầy Nguyễn Thành Nhân và ekip phát minh học kỳ quân đội đầu tiên tại Việt Nam. Sống Mạnh Mẽ Tết sẽ diễn ra từ 25 tới 28 tháng Chạp âm lịch, nhằm ngày 3 tới 6 tháng 2 năm 2016. Vui lòng liên hệ Trung tâm Đào tạo Tài năng Trẻ Châu Á Thái Bình Dương ATY, website aty.vn, hotline 0909 303933, địa chỉ 112 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.